Chào anh chị, hôm nay em giới thiệu cho anh chị một số cái viên đá màu trắng. Thì đặc biệt video này em gửi cho anh Sơn. Thì anh Sơn đã nghiên cứu website tahigem.vn. Thì anh ấy đang hỏi một số viên đá trắng làm nhẫn nam. Giá cả thì em cũng chưa biết như thế nào, bởi vì là cái dòng trắng thì nó có kim cương trắng này, đấy, có beryl trắng này, có topa trắng này, có thạch anh trắng này, đó, và vân 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 nữa, còn nhiều loại nữa. Thì trong video này thì em giới thiệu cho anh Sơn và anh chị là một số viên topa trắng và thạch anh trắng. Trên tay em đây là một viên topa, đó, rất sáng đẹp này. Thì cái viên topa này thì bên em chế tác rất kiểu mới, lên lửa và sáng rất là nhiều. Đấy, độ trong, chọn những viên đá độ trong tinh khiết cao, cắt rắc kiểu mới cho tạo cho viên đá hiệu ứng sáng rất rực lửa luôn. Đó, thì em tư vấn cho anh Sơn thì nếu mà anh dùng thì em khuyên nên là dùng dòng topa đi. Topa thì thứ nhất là hàng thiên nhiên hoàn toàn, thứ hai là rắc đẹp hơn. Bởi vì sao? Đẹp hơn thì cũng không hẳn là bởi vì cái đá này thì nó sẽ chế tác ra các kiểu mới, sẽ nó đẹp hơn, sáng hơn so với cái viên thanh trắng. Đấy là quan điểm cá nhân của em thôi, còn sự lựa chọn của tùy bánh Sơn nhé. Đó, một viên đây rất lửa này, rất lực lửa này, đá tinh khiết cao này. Đó, dòng topa trắng thì hoàn toàn. Đó. Những viên này là topa thì bên em chế tác ra các kiểu mới này, nên là viên đá rất được sáng rực lửa. Còn những viên thạch anh trắng thì bọn em ra cắt kiểu mới, nhưng mà nó sẽ không sáng bằng cái dòng topa này. Đó. Viên này thì mã là 11528 77 carat, bên em cho ra giá là 6.050.000 nhé. Tiếp theo trên tay em cũng là một viên topa trắng thì hoàn toàn. Viên này thì được chế tác ra cắt chữ nhật đuôi cá. Đó, một ra cắt kiểu mới bên tay em. Đó, nếu anh Sơn mà thích kiểu form nhẫn nam mà đá chữ nhật này có thể dùng form này nhé, cũng rất là đẹp tuyệt vời luôn. Sáng lửa mạnh này. Đó. Đeo rất sang trọng, lửa mạnh. Đó, cái dòng này thì bên em mài cũng khá nhiều. Nếu mà anh chị cần kích thước to hơn thì bên em vẫn có nhé. Tô ba trắng này. Đó, thì nhiều hoàn toàn. Bên này thì 5,2 carat, bên em giá là 4.880.000 nhé. Tiếp theo cũng là một viên topa nữa thì như hoàn toàn, tô bạc trắng này. Đây anh chị thấy này, viên này thì viên cắt tròn nhé, cũng kiểu cắt rác kiểu mới. Đó, những viên này này, lại lửa rất mạnh luôn này, độ tinh khiết cao này. Đó, anh chị thích cái nào, anh chị thích cái form đá tròn cắt rác facet này, có thể chọn viên này nhé. Đó, lửa rất mạnh này. Bên này thì 5,9 carat, bên em giá là 5.335.000 nhé. Anh chị đồng ý bên nào báo em nhé. Đây là dòng đá topa. Tiếp theo, trên tay em đây là một viên đá thiên nhiên hoàn toàn. Anh chị thấy này, được chế tác ra cắt kiểu mới. Cũng rất là đẹp. Tinh khiết cao. Ovan cắt rác facet này. Cái viên này thì em cũng đang nghi ngờ giữa thạch anh và topa. Đấy, bởi vì là cái màu trắng của nó rất là ná ná giống nhau. Rồi thì anh chị thích cái viên này thì báo em nhé, bởi vì đều là thiên nhiên cả. Bên này thì mã là 00641 này, 6,4 carat này.
Kích thước là 13 phần 14 x 11 phần 1 x 8 12. Tiếp theo cũng là một viên rất là đẹp. Đây lên tay này, cũng form gọn gàng luôn. Oval gần tròn. Bên này thì mã là 00640 này 4,25 carat. Kích thước là 11,58 x 10,2 x 6,7. Tiếp theo, trên tay em cũng là một viên đá thiên nhiên hoàn toàn. Đó, viên này thì em đang nghi ngờ giữa Thạch Anh và Topa. Bởi vì cái màu trắng của nó cũng là ná giống nhau. Đấy. Thì anh chị cứ yên tâm nhé, thì bên em là trước khi anh chị chốt cái viên đá anh chị chốt viên đá nào thì bọn em sẽ kiểm định cho anh chị nhé, ra giấy tờ kiểm định của nhà nước và xác định đây là viên đá như thế này, đá gì, chất lượng như thế nào, thiên nhiên hay qua xử lý. Đó. Anh chị cứ yên tâm về chất lượng. Đây là viên đá này, lượng rất là tốt này, gia cắt kiểu mới này, form cũng khá to. Đó. Nên chị ghi tâm nhé, bởi vì cái viên này nó bọn em để lẫn nên chưa xác định rõ là topa hay là thạch anh trắng. Thì chị nếu mà chị thích viên này thì bọn em sẽ kiểm định cho anh chị. Đó. Viên này mã là 00638 này, 5,8 carat này. Kích thước là 13,3 x 10,8 x 7,6 này. Anh chị xem tham khảo giúp em nhé.